chính chủ ký gửi với em một cái miếng đất nền đó chị ơi, với góc hai mặt tiền, xe ô tô, xe tải luôn. À, rất là mát mẻ, rất là thông thoáng luôn chị ha. À, đối diện cái miếng đất mình đây có một cái view sông cực kỳ mát luôn. À, mới ngang diện tích đó chị là 25, chiều sâu là 25, còn bên tay trái chiều sâu ngắn hơn là 22 nha. Đầu đuôi bằng nhau anh chị ha. Cái sông này thì ra sông Kinh Sáng anh chị, là khoảng là 3 cây số anh chị ha. À, đối diện đây thì nhà cửa rất là đông anh chị thấy không? Đây. Đường cái đá xanh trước cái đất mình á, còn gọi là đường kinh dây thép anh chị ha. Nằm vị trí cái miếng đất của mình là hướng bắc nha. Đất cây lâu năm chưa có thổ cư nha anh chị. Địa chỉ miếng đất của mình là ở ấp Long Hòa B, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha. Cái mé sông này thì là mình sử dụng chị ha, lộ giới của sông và đường đá xanh nhưng mình sử dụng luôn. Đó, ở đây anh chị có thể mình trồng một số cây ăn trái như là dừa, mít anh chị ha. Hay là anh chị làm một cái trò tre đơn giản đây, chiều chiều mình hóng mát ở đây. Đó, hay là câu cá giải trí cuối tuần đó anh chị ha, rất là phù hợp luôn. Còn anh chị đi thẳng đường này là khoảng là 130m là sẽ đụng tới đường nhựa dân sinh, cao tốc Trung Lương Mỹ Thận nha. Thẳng đường là tới anh chị. Ra đó bẻ phải là về đường huyện lộ 33, về ra quốc lộ A. Ở đây đi chợ gần nhất là kim chợ Dòng Dứa, còn gọi chợ Huệ ha, là 4 cây số nha anh chị. Ở đó ngay vị trí quốc lộ A luôn ha, ngay chỗ mấy cây cầu cầu gù anh chị ha. Đây đường này chị không? Mấy xe tải rồi mấy xe gác máy chạy lúng rất là nhiều chị thấy không? Đường này có quy hoạch nên mở đường nhựa anh chị ha, hiện tại thì chưa có làm, hiện tại đổ đất xanh thôi. Rồi đất của mình anh chị. Đây, đất mình đây. Đây là mặt tiền thứ hai là chiều sâu này 25 anh chị ha. À, đây là vô đường cùng. À, có mấy hộ dân phía sau cái miếng đất của mình. À, được hai mặt rất là thông thoáng ha. Còn cái hướng ngược lại cái đường đá xanh này, lưu thông thì còn nhà rất là đông anh chị ha. Nhưng mà liên thông về là ra cũng đường huyện 33 cũng được, ra đường Đan là 3m anh chị ha, về Long Định, về Tam Hiệp đó anh chị ha. Còn cái chỗ cái cầu nãy em đứng đây, quay ngay xong cho chị xem. À, đây là lên chỗ ra đường dân sinh cũng được luôn. À, rất là nhiều hướng anh chị ha. Rồi, nếu mình ở thành phố Mỹ Tho là về tới vị trí cái miếng đất mình cần mua là 13 cây số nha. Còn cách bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh là 60 km anh chị ha. Rồi, ranh giới từ vị trí bên ta phải nè. Cách khoảng là 3m có cái trụ bê tông. Đó. Qua bên tay trái mình là 25m anh chị ha. Chủ sẽ đo đạt lại chính xác 25m cho mình nha. Rồi giờ em sẽ đi vô cái đất mình tham quan. Ở đây thì em có hai cái quyết điểm. Một đó là quyết điểm đây đó thì đất mình đó anh chị thấy không? Thấp hơn cái đường đá xanh nha. Đó, quay rất là kỹ cho mình xem luôn. Còn quyết điểm thứ hai thì chiều sâu mình cũng hơi ngắn chứ không có dài. Dài chỉ có là 25m anh chị ha. Đây, hiện tại đất mình lúc trước ở trồng dừa với mai vàng với bưởi, nhưng mà giờ đó chỗ đã đốn hết rồi. Hiện tại đất mình là đất trống anh chị ha. Thôi về mình mua anh chị mình xây nhà ở thì mình phải bơm cát anh chị ha. Mình có thể lấy có một cái mương phía sau thôi. Đó mình lấy đất lên trước rồi mình bơm cát thêm một xíu để mình xây nhà ở. Còn phía sau đây đó là có một cái ao nuôi cá. Đó mình đào để lấy đất thứ hai đó mình nuôi cá luôn. Đó. Rồi mình có thể trồng một số cây ăn trái phía sau chị ha. Đó, cách khoảng là 3m đến 5m thì có cái trụ bê tông. Rồi đem ra cái ranh cuối cùng luôn ha. Đây, ra tới đây chị ha. Đây có trụ bê tông đây mà nhỏ rồi. Đó, đây là ranh giới cuối cùng của miếng đất của mình nha anh chị. Giá chỉ có là 390 triệu ha chị. Giá này thì chủ có nói em thì còn bớt nha. Và bao giấy tờ cho mình luôn. Nếu mình có quan tâm cái miếng đất hai mặt tiền đường xe ô tô này đó thì có thể kết bạn lô em cho cái sổ thông tin định vị cho mình xem trước rồi mình về đây gặp trực tiếp chủ để mình đặt cọc chị ha. Đây phía sau đất mình đây cũng có nhà cửa rất là đông chị thấy không? Ở đây mình có điện nước cáp wifi đầy đủ hết nha chị. Ở đây thì nguồn nước ngọt á thì có gắn trước luôn nên về đây mình xây nhà ở á thì mình vô nước rất là dễ luôn chị ha. Đây điện nè, kéo qua cái trụ điện nằm khúc ngoài chỗ gần chỗ đường cao tốc nè chị. Đây là ranh giới cuối cùng của miếng đất của mình chị ha. Hiện tại đứng sau lưng miếng đất mình đây.
Đất mình thì không có gì đặc biệt các chị, có đất trống thôi. Trên đất mình không có mồ mả, không có vướng dây điện cao thế gì hết nha anh chị. À, 25m rồi, tới đây anh chị ha. Tại vì chủ đang chuẩn bị kêu địa chính xuống đo đạc anh chị. Đó. Nên mình cứ yên tâm. Đầu đuôi bằng nhau, 25m hết nha. Chiều sâu thì cũng 25. Có bên tay phải mình thì 25 là mặt tiền thứ hai, còn bên tay trái mình tính đường nối xanh á, vô đó chiều sâu mình có 22 thôi. Hai chiều sâu khác nhau nha anh chị. Rồi, phải tới đây nè chị ha. Chủ em đo phong phẩm tới đây thôi. Đó. Đây, bên tay phải nè chị. Rồi trước ha. Đó, đất mình nó không có tốp hậu chị ha. Đầu đuôi bằng nhau nên rất là đẹp. Đó, một chị mua phải đầu đuôi bằng nhau, hai nữa là mua phải nở hậu. Đó, đất mới đẹp nha. Nó về mình lắp mấy cái bương nè chị. Đó mình cào cái mương xích vô xíu. Đó rồi mình lấy đất lên trước nè. Chị có thể mình lấy kia cô bé đó sẵn múc ở trước cái mé kinh mé sông á của mình đó chị. Đó, lấy một ít đất lên mình đắp lên chỗ cái nền nhà để mình xây nhà ở chị ha. Còn cái này cũng thích hợp cho cô chú anh chị để mua đầu tư nữa nha. Tại vì vị trí là đường ô tô mà có 390 triệu thôi mà một đất vuông vức cái gì khá là ưng ý anh chị ha. Mà đường đá xanh là ô tô mà có tên đường luôn, đường kinh dây thép ha. Đây, đây là không gian rộng cái miếng đất của mình anh chị. Rồi, đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất nền nằm ở ấp Long Bình B, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì liên hệ đến số thoại hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để em thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha là 390 triệu thay. Gia chủ còn bớt chị ha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giùm hình để tương tác với em, em có động lực qua những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Và em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.